Thưa quý vị, theo quy định luật nhà ở vào năm 2005, nhà chung cư phải có thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ không thấp hơn 45 m2. Và sau khi luật nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành, quy định này đã được bãi bỏ nhưng lại chưa có quy định cụ thể giới hạn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư thương mại. Vâng, và theo thông tư số 21 do Bộ Xây dựng ban hành mới đây về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 tới, thì diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25 m2 đối với dự án nhà ở thương mại. Theo thông tư, diện tích sử dụng tối thiểu căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25 m2 đối với dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án. Căn hộ phải có tối thiểu một phòng và một khu nhà vệ sinh, được chiếu sáng tự nhiên. Nếu có hai phòng ở trở lên thì cho phép một phòng ngủ không có chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9 m2, thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên. Dân số cho nhà chung cư hỗn hợp thì phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ, thiết kế theo quy định và phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.